Rồi, hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay cũng theo yêu cầu của anh em thì mình lại làm video báo giá cho anh chị em cái dòng Honda Vario 125, 160. Còn những cái dòng Vario 150 hiện tại thì đang hết hàng anh chị em nhé. Nên mình không có báo giá cái dòng 150 nữa ha. Thì hôm nay thì chỉ là báo giá 125, 160 cho anh chị em tham khảo ha. Rồi thì đến dòng 160, dòng Vario 160 hiện tại cửa hàng đang có những cái màu như là màu zin của nó là màu đen nhám này, còn màu đen bóng anh chị em nhé, 160. Và giá cái dòng 160 hiện tại thì cửa hàng đang bán với phiên bản CBS là giá là 54 triệu anh chị em nhé, 54 triệu. Rồi anh chị em nào muốn lên màu 3D thì cộng thêm 2 triệu nữa là mình có thể là lên bất cứ cái màu gì mình yêu thích nhé. Đó, đó là cái dòng Vario 160 phiên bản CBS nhé. Rồi. Và trả góp thì anh em chỉ cần trả trước là 4 triệu thôi, trả trước 4 triệu cho phòng Vario 160cc đó là mình có thể là lên hồ sơ rồi. Trả góp thì anh em chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân từ 18 tuổi trở lên nhé là mình có thể là lên hồ sơ trả góp rồi. Đấy, anh em mà cần thông tin hơn thì có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi đến cái dòng Vario 125, 125 thì màu zin thì thì cửa hàng đang bán với giá là 52 triệu nhé. Còn anh em lên màu 3D thì em sẽ cộng thêm là 1,5 triệu nữa ha. Lên màu bất cứ màu nào thì chỉ cần đưa thêm là 1,5 triệu nữa thôi. Đấy. Rồi thì cái màu zin của Vario 125 tại cửa hàng đang có màu trắng nhám, đen bóng và một xanh nhám anh em nhé. Thì cái màu 3D thì cửa hàng có bảo hành cho anh chị em là 3 đến 5 năm. Đấy, anh chị em mà cần thông tin hơn về các cái dòng xe thì em có thể là tới trực tiếp cửa hàng xe máy Bảy Vinh thì mình có ghi địa chỉ trên màn hình cũng như là dưới phần mô tả luôn. Đấy, và số điện thoại trên màn hình, anh em mà đến cửa hàng liên hệ trực tiếp cho số điện thoại trên màn hình thì các bạn sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng xe cho anh chị em đi lại nhé. Đây là một số mẫu xe Vario 125. Vario 125 thì cửa hàng về khá là nhiều. Nhưng Vario 160 thì có về một số mẫu thôi. Một số mẫu ha, và lên màu một số mẫu cho anh em tham khảo ha. Đấy, cũng như vòng Vario thì anh em chỉ cần đưa trước 4 triệu thôi là có thể là lên hồ sơ trả góp rồi. Hình thức trả góp thì như thế nào thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình thì các bạn nhân viên cửa hàng sẽ tư vấn thêm cho anh chị em nhé. Đây là những dòng Vario thì khá là hot trên thị trường hiện nay, khá là hot nha, rất là nhiều các bạn yêu thích cái dòng xe này, cho dù cả giá cao thì cũng khá là nhiều anh chị em quan tâm. Đấy. Rồi thì anh chị em mà quan tâm thì cứ liên hệ theo số điện thoại trên màn hình thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn và hướng dẫn thêm cho anh em nhé. Còn các bạn nào đang xem video mà chưa đăng ký kênh của mình thì hãy cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Nhớ là nhấn thêm cái chuông nút đăng ký thì khi nào có video mới thì anh chị em sẽ là người nhận đầu tiên ha. Còn bây giờ mình cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị em những cái video tiếp theo ha.